Đến 22 giờ đêm ngày 21 tháng 12 năm 2019, hàng trăm cảnh sát công an tỉnh Đồng Nai vẫn có mặt tại bệnh viện Tâm Hồng Phước nằm trên đường Nguyễn Ái Quốc thuộc phường Tràng Giài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Lực lượng cảnh sát có mặt để xác minh làm rõ vụ việc hàng chục người đến bệnh viện này để đòi nợ giám đốc và có hành vi gây rối. Sự có mặt của hàng trăm cảnh sát với súng ống cũng khiến giao thông qua khu vực này bị đình trệ một chút vì rất nhiều người hiếu kỳ tò mò. Theo thông tin ban đầu, giám đốc bệnh viện Tâm Hồng Phước là ông Nguyễn Thế Thử có vay nợ nhiều người. Chiều ngày 21 tháng 12 năm 2019, hàng chục người đã kéo đến đòi nợ và có hành vi gây rối. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động hàng trăm chiến sĩ cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự, cảnh sát giao thông và các phòng nghiệp vụ khác có mặt đảm bảo an ninh và làm rõ vụ việc. Sau đó, lực lượng Công an Đồng Nai đã bắt giữ một số thanh niên xăm trổ đưa lên ô tô trở về trụ sở để tiếp tục làm việc.